Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Trong số podcast ngày hôm nay thì chắc là các bạn sẽ khá là quen mặt với vị khách mời ngày hôm nay, một người mà đã lên gần như tất cả những số podcast DeFi Discussion rồi. Xin chào Nguyên. Ok, hello Phong, rất vui khi được gặp lại anh em vào một buổi thứ hai đầu tuần và chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện về những cái vấn đề nóng bỏng của thị trường DeFi. Thì hy vọng là cái buổi trò chuyện hôm nay nó mang lại cho anh em những cái góc nhìn mới. Nó không đơn thuần là những cái thông tin tin tức thường ngày, mà sâu hơn thì nó là những cái phân tích giúp anh em có thể đưa ra được những cái quyết định đầu tư cho cá nhân mình. Yeah. Và dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast DeFi Discussion thì podcast này bọn mình có phát hành trên 3 nền tảng, đó là YouTube và Spotify và Google Podcast. Thì các bạn có thể tìm được bọn mình ở những cái đường link trong phần mô tả. Rồi. Vậy thì nói về chủ đề của podcast ngày hôm nay đi. Thì nếu như các bạn có một cái nhìn rộng ra và bao quát những cái gì, những cái diễn biến trên thị trường, những cái sự phát triển của các hệ sinh thái, thay vì quan tâm đến sự biến động quá mạnh về giá trong thời gian vừa qua, thì có thể các bạn sẽ nghe đến những cái từ khóa là incentive program khá là nhiều. Với mình thì đây giống như là một cuộc chiến giữa các hệ sinh thái với nhau vậy. Nhưng mà đây không phải là một cuộc chiến triệt hạ lẫn nhau, mà đối với mình nó là một cuộc đua đốt tiền. Và không phải là cứ có nhiều tiền hơn thì sẽ có lợi thế quá lớn. Vậy thì trong cái podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận với nhau về câu chuyện đấy. Vậy thì Nguyên, trước tiên thì incentive program là cái gì mà ai cũng nhà nhà người người đều đang làm nó vậy? Ok, thì incentive program nó đơn giản chỉ là một cái chương trình tặng thưởng cho user. Nếu như mà họ có những cái tương tác ở trên một cái hệ sinh thái blockchain nào đó, mình lấy ví dụ đi, thì trong cái thời điểm mà bọn mình phát hành cái podcast này thì các cái blockchain như là Kava, Celo, Phantom hay là Avax thì họ đã tung ra những cái gói kích thích user để họ tương tác với những cái sản phẩm DApp ở trên các cái hệ sinh thái blockchain này. Ok, thì đó là cái khái niệm chung nhất về chương trình incentive program của các cái hệ sinh thái. Còn về tác động của các cái chương trình này thì tất nhiên là anh em dễ dàng nhận thấy đó là user sẽ được có nhiều động lực hơn để họ sử dụng các sản phẩm trên các cái platform mới, và nó giúp cho TVL của các cái hệ sinh thái blockchain này nó tăng trưởng rất là mạnh thời gian gần đây. Thì đó là khái quát nhất về những cái diễn biến của thị trường DeFi liên quan đến hoạt động incentive program. Yeah. Và để anh em dễ hình dung về cái sự gọi là chơi lớn của các hệ sinh thái thì mình sẽ điểm qua một số con số đáng chú ý. Ví dụ như Avalanche hay là Avax thì có giới thiệu chương trình incentive program lên đến 180 triệu USD, hay là Phantom thì giới thiệu chương trình lên đến 370 triệu FTM là token của cái Phantom này á. Vậy thì Nguyên, cái động lực nào đang khiến cho các hệ sinh thái đang phải đua nhau đổ tiền ra để giữ người dùng hoặc là thu hút người dùng mới vào hệ sinh thái của mình vậy? Ok, mình nghĩ cái lý do đầu tiên chắc chắn là vì cái mức phí nó quá cao ở trên Ethereum. Anh em tương tác với các DApp ở trên Ethereum thì có thể thấy là mỗi thao tác nó nhẹ nhất thì nó cũng sẽ phải tốn tầm 15 đến 20 đô. Và những cái hôm nào mà gas nó cao á thì anh em chắc phải chi khoảng 50 đến 60 đô cho một cái thao tác. Thì đó là một cái rào cản rất là lớn cho những cái user mà lần đầu tiên tiếp cận với một cái sản phẩm công nghệ nó mới như là blockchain. Thì đánh vào cái điểm yếu đó thì các cái hệ sinh thái mới khi mà họ có được một cái điểm mạnh là mức phí rẻ và dễ tiếp cận với người dùng mới thì họ sẽ tung ra những cái gói kích thích như thế này để những cái user mới họ có thể tới đó trải nghiệm sản phẩm và còn được thêm những cái profit nó cũng rất là hấp dẫn. Thì cái đó là cái lý do đầu tiên. Còn cái lý do thứ hai, mình nghĩ là các cái hệ sinh thái hiện tại họ đang hoàn chỉnh các cái mảnh ghép ở trong cái nền tảng blockchain của mình, cho nên là việc tung ra một cái incentive program nó là như kiểu là một cái
một cái đòn bẩy giúp cho họ tận dụng được những cái mảnh ghép mà họ đã xây dựng. Mình lấy ví dụ đi, thì nếu như mà anh em dòm qua những cái hệ như là Phantom hay là AVAX thì anh em thấy là hầu như các cái mảnh ghép cơ bản nhất như là một cái sàn AMM hay là một cái sản phẩm lending hay là stablecoin thì nó đã đầy đủ rồi. Thì khi mà họ tung ra những cái gói này á thì user sẽ có chỗ để họ tương tác và họ liên tục họ đưa luân chuyển cái dòng tiền của mình đi trong cái hệ sinh thái này để có thể nhận được những cái phần thưởng nó hấp dẫn. Và một phần nữa thì là cạnh tranh giữa các cái blockchain với nhau thôi. Thì cái này thì mọi thị trường nó đều có cái nó đều phát sinh, thì tất nhiên là họ sẽ phải tung ra những cái gói như vậy để thu hút và kéo user về phía mình. Với một người dùng cơ bản thì cái này cũng giống như là cuộc chiến săn sale giữa Shopee với Lazada với Tiki hàng tháng mà mọi người đều gặp, đúng không? Thì có thể hình dung như vậy cho dễ hiểu. Đúng rồi. Mình nghĩ nó cũng có một cái mặt tốt, đó chính là nó giúp educate được user đó. Tại vì cái mức phí quá cao của Ethereum thì rất là ít người sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền lớn để thử một cái thứ mà họ lần đầu tiên tiếp cận. Thì cái việc educate bằng những cái chương trình incentive này nó rất là hấp dẫn. Và theo mình thấy thì bây giờ mọi người đều nhắc đến là incentive của một hệ sinh thái tổng thể chứ không còn là từng dự án riêng lẻ nữa, đúng không? Đúng rồi. Làm thì sẽ làm cả phường với nhau cùng làm luôn. Đúng rồi. Và bản thân cái dự án đứng sau cái blockchain đó, họ cũng sẵn sàng họ huy động tiền để họ phát cái token của nền tảng ra. Ví dụ như FTM, Phantom và AVAX thì chúng ta đã thấy là họ sẵn sàng họ tặng thưởng cái token của mình, cái token nền tảng của mình ra để user có thể có thêm động lực. Và hầu như mình đều thấy là những cái giá của những cái token nền tảng như là Celo của Terra, của AVAX, của Luna chứ, nhưng Luna là token của Terra và của AVAX đều tăng trưởng khá là mạnh sau khi mà có những cái chương trình này. Thì ở trong một cái podcast DeFi Discussion lần trước á, bọn mình đã từng nói với nhau về hệ sinh thái Solana, tức là vào hệ sinh thái đó thì cái token Sol của hệ sinh thái Solana đóng vai trò như một cái cổng vào, tức là dòng tiền nó sẽ đổ vào token Sol trước rồi đổ vào hệ sinh thái của Solana. Thì không biết là cái mô hình đó còn áp dụng được với những cái hệ sinh thái gần đây không? Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Cá nhân mình nghĩ thì nó sẽ có thay đổi một chút xíu về cách mà dòng tiền nó đổ vào. Tức là mọi người vẫn sẽ phải mua những cái token để làm phí, nhưng mà cái lượng tiền để tương tác thì mình nghĩ nó sẽ đổ nhiều về các cái dự án hơn. Và mọi người sẽ bắt đầu FOMO các cái dự án ở trên cái hệ sinh thái đó. Thực ra thì cá nhân mình không có đủ dữ liệu để chứng minh rằng là tiền nó sẽ đi vào đâu trước trên những cái hệ này. Tuy nhiên là với những động thái gần đây thì mình thấy là dường như là tiền nó đang một phát nó đổ nhiều vào các cái dự án hơn. Nó là thấy lấy ví dụ như AVAX đi, thì Trader Joe là cái AMM nó rất là hot trên hệ sinh thái này, nó tăng trưởng rất là mạnh, nó tăng trưởng mạnh hơn cả cái đồng coin gốc là AVAX. Ok, còn những cái đồng như Spooky, những cái AMM ở trên Phantom thì cũng có những cái biến động rất là mạnh. Thì mình nghĩ là sẽ có một cái cách đi vào khác cho các cái nền tảng blockchain này sau cái chương trình incentive. Đơn giản vì nó đang có nhiều cái mình thấy là hiện tại đang có rất là nhiều cái cầu nối để có thể giúp người dùng bridge những cái tài sản khác, thay vì là chỉ có thể bridge được cái đồng token của cái platform đó thôi. Thì thì mình nghĩ là những cái thay đổi đó nó sẽ khiến cái cách mà một dòng tiền nó đổ vào hệ sinh thái nó có đôi chút thay đổi. Và bên cạnh cái sự chuyển biến mạnh về giá thì total value lock là số giá trị tài sản được khóa trên một nền tảng blockchain cũng có cái sự biến động rất là mạnh, cũng theo đà, chắc là mình nghĩ là một phần là do đà phục hồi của thị trường, nhưng mà cái total value lock của các hệ sinh thái cũng tăng rất là nhanh, điển hình như là Avalanche tăng đến 700-800%, tức là 7-8 lần chỉ trong vòng có khoảng một tháng trở lại đây. Thì Nguyên thấy cái
cái sự tăng trưởng về total value lock này có nói lên được nhiều điều về cái bơm của các cái incentive program không? Mình nghĩ là nó nói lên được cái sức mạnh của những cái chương trình incentive program này. Tuy nhiên là có một cái điều mà mình muốn muốn đề cập, và mình nghĩ là những anh em nào tham gia vào những cái hệ sinh thái mới này nên chú ý. Thì anh em để ý là các cái hệ sinh thái sử dụng hình thức incentive này á, họ liên tục đề cập đến TVL. Tuy nhiên là cái TVL này nó sẽ có một vài điểm trúc trắc ở cái khâu tính toán một xíu. Bạn hình dung nha, tức là khi mà bạn deposit USD, bạn deposit stablecoin vào một cái nền tảng nào đó ở trên hệ sinh thái blockchain, thì bạn mint ra một cái đồng reward, đúng không? Hiểu nôm na là bạn đi farm và nó ra reward. Thì cái reward đó nó không có giá trị cho đến khi mà dự án họ bỏ tiền vô pool và họ bơm cái giá trị của cái reward đó lên. Thì bạn hình dung ví dụ như bạn bỏ 100 triệu stablecoin USDC và bạn farm ra 100 triệu token, thì tổng của cái hệ sinh thái nó đang chỉ còn là 100 triệu, TVL nó chỉ là 100 triệu. Tuy nhiên là nếu như mà họ bỏ thêm tiền để họ bơm vào cho cái giá của cái đồng reward nó tăng lên á, thì cái TVL tự nhiên nó tăng lên. Và nó tăng, ví dụ như giờ cái token reward nó có giá là $1 đi, thì có phải là 100 triệu stablecoin ban đầu cộng với lại 100 triệu của cái reward này, nó đã biến cái TVL của toàn hệ lên 200. Thì nói nôm na như vậy thôi, để anh em hình dung được là những cái con số như TVL thì họ, tất nhiên là on-chain thì họ sẽ không thể fake được rồi. Những con số đó là những con số thật. Cái cách tính toán thì nó sẽ đúng rồi. Một cái gọi là ảo tưởng hơi quá về con số tài sản đang nằm trên dự án, đúng không? Và chưa kể là những cái token reward này nó được đép vào những cái sản phẩm mới. Ví dụ như họ sẽ thường tạo ra những cái chuỗi product nha. Tức là ví dụ như bạn farm ở trên cái product đầu tiên, bạn tạo ra một cái token reward, và cái token reward đó nó sẽ được tạo ra thêm cái demand ở những cái hệ, ở những cái nền tảng sản phẩm mới. Thì khi mà bạn cầm cái token reward đó, bạn đép vào những cái sản phẩm tiếp theo trong cái chuỗi đó, thì TVL nó cứ theo đà và nó cuốn và nó cứ tăng lên như vậy. Và nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi cho rất nhiều nhà đầu tư. Những anh em nào mà muốn bào những cái hệ này nhưng mà FOMO và kiểu như là chưa xem xét kỹ lưỡng những cái con số, thì cái đó là một cái điểm mà mình muốn chia sẻ để anh em có thể đôi chút gọi là tỉnh táo khi mà tham gia vào những cái hệ incentive này. Đấy là từ góc nhìn của người dùng, của những nông dân đi farm. Vậy thì Nguyên thấy là một cái hệ sinh thái mà đang đẩy mạnh những chương trình này á, thì người ta cần phải làm những gì để mà giữ chân được người dùng? Tức là tất nhiên người ta phải có sản phẩm xài được rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì cần phải có những cái gì nữa để giữ chân được người dùng trong cái hệ sinh thái của mình? Mình nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay. Thường á, anh em sẽ thấy là những cái case mà nó không giữ được user, thực ra là mình nghĩ là cũng khá là sớm khi mà mình nói là những cái hệ sinh thái này nó chưa giữ được người dùng. Ví dụ như Polygon đi, thì trước đó chúng ta cũng đã thấy được những cái incentive program nó khá là hấp dẫn ở trên hệ sinh thái này. Mình không biết là trong tương lai thì mọi thứ nó có thể quay về quỹ đạo cũ cho Polygon hay không, user nó có lên lại hay không. User thì theo những cái thông số thì nó vẫn tăng, nhưng mà TVL ở trên Polygon thì nó không còn sôi động như trước nữa. Giá của các cái token, giá và volume của các cái sản phẩm ở trên Polygon thì nó cũng đang có đà chững lại. Mặc dù trước đó thì Polygon thu hút được rất nhiều user và incentive nó rất là khủng. Thì từ cái case của Polygon á, mình có thể tạm list ra một vài ý như thế này. Thì khi mà bạn muốn thu hút user đi, thì đầu tiên bạn phải tạo ra một cái product nó chuẩn chỉnh một xíu, một cái hệ sinh thái như mình nói hồi nãy. Nó phải đủ các cái mảnh ghép để khi tiền vào nó vẫn còn có chỗ để nó tiếp tục nó đi loanh quanh, nó đi
từ cái sản phẩm này sang cái sản phẩm khác ở trong cái hệ đó, chứ không phải là nó vào cái sản phẩm riêng lẻ này xong rồi nó đi ra. Thì cái đó là cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai thì mình nghĩ là bản thân cái dự án làm cái incentive này á, họ không muốn chơi một cái long term game hay không. Ví dụ như họ sẽ thường tận dụng cái incentive này, cái chương trình incentive này, họ thu hút TVL xong rồi họ bơm giá token lên rồi họ đun một phát. Thì user khi mà FOMO cho những cái sản phẩm như thế này ở trong cái hệ sinh thái mà có chương trình incentive á, thì họ sẽ bị kẹt lại ở trong cái sản phẩm đó. Trong khi cái dự án kia thì họ không muốn chơi cái long term game thì ok, bạn bị kẹt lại ở đó thôi, thì họ sẽ không quay trở lại và họ làm tiếp cái dự án đó, thì người chịu thiệt hại chính là mình. Thì cái đó là hai ý, tức là quan quản thì nó vẫn sẽ xoay quanh cái sản phẩm thôi, nhưng một cái nó ở khía cạnh của sự kết nối giữa các sản phẩm trong hệ sinh thái, và một cái nó là về bản thân của cái dự án bạn bỏ tiền vào. Thì rồi một cái yếu tố khác mình nghĩ là cái văn hóa của một cái cộng đồng nữa. Những cái cộng đồng như Ethereum thì cái văn hóa mình không nói, mình dùng từ văn hóa thì nó hơi phức tạp một xíu. Cái style build hả? Cái kiểu build, cái style build và cái cách mà cộng đồng họ tương tác nữa. Thì Ethereum mình nghĩ vẫn đang là số 1 về cái khoản này. Mình nghĩ là một cái hệ sinh thái mà có được cái cộng đồng mà builder lẫn user nó healthy ngang ngửa như thế này, thì mình nghĩ là Solana. Không phải ngẫu nhiên mà mình thấy Solana nó tăng trưởng trước đó, mặc dù là dạo gần đây thì họ dính một vài cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Tuy nhiên là mình thấy được là cái văn hóa để họ build, hoặc là cái văn hóa để họ một cái cộng đồng họ support cho các cái builder này, họ rất là healthy. Nó không phải kiểu như là họ đến vì incentive thì họ sẽ ok hết cái incentive, thì tôi thấy sản phẩm bạn ok thì tôi vẫn sẽ ở lại. Thì cái đó là cái cộng đồng và cái đó là cái rất hay. Bản thân những cái hệ như AVAX, Phantom, mình không muốn food hay là cái gì đâu, nhưng mà mình thấy vì họ cũng là một cái nền tảng nó build dựa trên nền của Ethereum, cho nên là họ không có một cái gì đó nó khác, mà nó không có một cái đối trọng đủ mạnh với Ethereum, cho nên là cái sense về văn hóa ở trong cộng đồng thì nó cũng chưa mạnh lắm. Solana thì họ sẽ có một cái thực sự gọi là đối nghịch với Ethereum, thì mình nghĩ là họ sẽ duy trì được. Cái lúc này Nguyên nói thì mình có nhớ đến một cái sự kiện, đó là nếu mà bạn nào ở trong thị trường này một khoảng thời gian cũng gọi là khá lâu rồi thì chắc cũng sẽ biết đến cái sự kiện mà Vampire Attack của SushiSwap với Uniswap. Thì mình không biết là những cái chương trình incentive này có phải là một cái phiên bản giảm nhẹ và lành mạnh hơn của cái vụ tấn công Vampire đấy không Nguyên? Đúng rồi. Cái vụ Vampire của SushiSwap á, thì mình nghĩ là cái cách làm cái growth hack của họ thì nó rất là sáng tạo. Tuy nhiên là nó hơi cheap một xíu. Thì mình nghĩ là nó sẽ hơi cheap một xíu. Tức là họ sẽ thu hút user dép cái LP token của Uni vào, và họ cầm cái LP này họ đi đến cái pool của Uni và họ rút thanh khoản ra và họ dép cái thanh khoản ngược lại cái Sushi. Thì cái hành động nó hơi, mình đánh giá là nó hơi hơi chợ búa một tí hả? Nó hơi tiểu xảo một xíu. Còn về cái incentive program này, về bản chất nó cũng là một cái pool và nó trả thưởng cho user thôi, nhưng mà khác cái là nó phạm vi nó lớn hơn, nó không phải là một cái sản phẩm nữa mà nó là một cái hệ sinh thái. Ok, thì mình nghĩ là reward thì có thể nhiều đấy, nhưng mà bạn không thể, cái đó nó không phải là một cái cách lâu dài để bạn duy trì. Mình nghĩ là các cái chương trình incentive này nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian thôi. Còn sau khi mà user họ đã ok no nê rồi, họ thấy bóng đã căng rồi, thì họ sẽ bắt đầu thoái lui về những cái sản phẩm mà họ đã gắn bó trong khoảng thời gian dài và họ cảm thấy tin tưởng, thì họ sẽ back về những cái hệ sinh thái cũ đó thôi. Cốt lõi
cốt lõi cũng phải là một sản phẩm tốt, tức là khuyến mãi thì có thể giúp cho người ta biết đến mình nhiều hơn, nhưng mà cuối cùng thì cái thứ mà giữ chân người dùng lại hệ sinh thái chính là cái sản phẩm của người ta, đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà anh em thấy thì hầu hết các sản phẩm ở trên các chain mới này á, nó y chang như các cái những cái chain truyền thống, thì thậm chí là họ sẽ còn thu hút những cái dự án ở trên Ethereum move sang những cái hệ sinh thái mới này bằng các cái chương trình incentive đó. Thì nó không có cái gì mới, nó chỉ có một cái mới là cái phí nó rẻ hơn thôi. Còn user thì nếu mà user đến vì cái mức phí rẻ thì nhiều khả năng là họ đang có cái xu hướng lướt sóng nhiều hơn, thì mình nghĩ là nó cũng là một cái yếu tố nó không tốt. Nếu như mà bạn sử dụng incentive để kéo người ta tới và không có những cái giải pháp nào khác thì khi hết incentive người ta vẫn sẽ đi. Vậy là mình tóm tắt cái ý của Nguyên lại là nếu mà muốn cạnh tranh với Ethereum và cạnh tranh với những đối thủ khác thì bản thân cái hệ sinh thái đó phải có một cái gì đó thật sự khác biệt, phải có một cái sản phẩm key hoặc là một cái bước đi, một cái định hướng xây dựng nào đó mà nó tách biệt ra hoàn toàn khỏi thị trường. Còn nếu như mà cứ lẫn lộn vào với nhau thì khi mà hết tiền thì người dùng sẽ đi thôi, đúng không? Đúng rồi. Và nó thiếu đi cái tính innovate nữa. Thì nó thiếu cái tính innovate thì mãi mãi bạn sẽ phải dùng incentive để bạn kéo user. Với có một cái ý nữa mà mình để ý á, là rất là nhiều cái sản phẩm nó đang triển khai multi-chain, tức là nó vận hành trên nhiều chain song song. Thì cá nhân mình nhận định, mình không biết chiến lược của từng dự án nó như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hơi dàn trải một xíu cái nguồn lực cho các dự án này, thì nó cũng là một cái thách thức. Tất nhiên họ sẽ phải dàn trải ra những cái chain mới để thu hút user và educate họ. Với những cái mức phí nó thấp thì user sẽ có khả năng là tương tác với cái product này nó tốt hơn. Thì không biết là cái chiến lược của họ như thế nào. Maybe là họ sẽ dùng những cái chain mới này để chỉ để educate user, tiếp cận user. Và họ cũng đáng để theo dõi mà, đúng không? Yeah. Thì cũng không biết đâu. Thì mình nghĩ là những cái dự án mà đang triển khai multi-chain á, một là họ đang sử dụng cái mức phí thấp để educate user, tiếp cận user. Hai là họ có một cái backup plan sẵn cho họ, tức là giả dụ như mà những cái chain mà họ đã deploy sẵn rồi mà nó win sau này á, thì bản thân họ cũng sẽ được hưởng lợi và họ dịch chuyển nó cũng nhanh. Thì cái đó là cái mình nghĩ là nó sẽ thì cái đó là cái mà mình nghĩ là các dự án họ đang toan tính. Ok, vậy thì cảm ơn Nguyên. Vậy mình nghĩ là trong cái podcast lần này thì bọn mình đã đưa cho anh em khá nhiều keyword và khá nhiều cái gợi mở về suy nghĩ để anh em có thể research trong một tuần sắp tới. Vậy thì trong những cái số podcast DeFi Discussion tiếp theo, thì các bạn muốn bọn mình nói về chủ đề gì, muốn chia sẻ, mổ xẻ về hệ sinh thái nào, thì hãy giúp bọn mình bằng việc comment bên dưới podcast này. Và rất là cảm ơn các bạn đã nghe đến nghe hết podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bye bye, xin chào anh em. Hãy đón xem phần tiếp theo của DeFi Discussion trên Coin68 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.